Đây là đơn hàng của bạn Nguyễn Hoàng Yến Nhi, bạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Bạn có đặt ở bên shop một đơn hàng đồ dùng học tập trị giá 334.000. Bạn có yêu cầu shop quay video gói hàng cho bạn và sau đây là những mặt hàng mà bạn đã đặt. Đầu tiên là hai chiếc zip. Shop đang giảm giá trị giá còn 40.000. Một chiếc tai nghe kèm hộp đựng giảm giá trị giá còn 60.000. Bút xốp giảm giá chỉ giá còn 5.000 một cây các bạn nhé. Đang được sale hàng. Chiếc ví tiền xốp giảm giá trị giá còn 29.000. Quyển sổ từ vựng trị giá 25.000. Thước nhựa dẻo dài 15 cm trị giá 10.000. Hai tập giấy nhớ trị giá 20.000. Hai chiếc vòng tay trị giá 40.000. Gồm các cây bút cute nữa. Một chiếc tẩy trị giá 10.000. Bút vợt, bút nược, bút thú bịt mắt, bút kẹo bông, bút ngựa kỳ nân, CEO, chìa khóa và cà rốt. Tất cả bút đều đồng giá 5.000 một cây. Với đơn hàng của bạn, shop tặng cho bạn một chiếc vòng tay, một cây bút hình con chó và một cây bút quạt trái cây. Giờ shop sẽ tiến hành gói hàng cho bạn. Đây là mã vận đơn của bạn. Bạn có thể sử dụng mã vận đơn tra trên trang Vietnambot để biết đơn hàng của mình đi đến đâu rồi. Như vậy là shop đã gói hàng xong cho bạn Yến Nhi. Shop cảm ơn bạn đã ủng hộ shop. Bạn nào đặt hàng liên hệ với shop theo số điện thoại 0362873398 hoặc xem phần mô tả dưới video các bạn nhé. Shop xin cảm ơn các bạn. Shop chào các bạn.